Xin chào mọi người nhé, em lên số tiếp theo video 875 nha mọi người. Hôm nay em sẽ lên toàn bộ lô cần carbon gồm có là 16 mã hàng và một mã túi cần ạ. Cái này nó mới về sáng nay, thì cái đây là cái túi của dòng Shimano, túi lua luôn mọi người nhé, hàng rất là xịn sò. Đây thì em sẽ view chi tiết từng sản phẩm nhé, mọi người xem ưng ý mã nào liên hệ giúp em vào số điện thoại 0932455407 hoặc kết nối qua Zalo giúp em để chốt đơn nhé mọi người. Khách ở Đà Nẵng thì mọi người có thể ghé xem hàng trực tiếp nhé. Rồi em lên cái túi trước này, đây là cái túi lua của dòng Shimano Sephia nhé. Đây này, cái này chất liệu rất là dày dặn, túi xịn sò lắm mọi người, nhưng mà là con này thì về cơ bản nó có bám bụi bẩn ha. Đây nè mọi người, nó có những cái vết bẩn không có rách gì nha, không rách không lỗi, không rách không lỗi, chỉ có là cái này nó bẩn này mọi người, về cái vệ sinh lại giúp em nhé. Đây nó sẽ như thế này á mọi người, dạng form túi lua khá là to rộng rãi lắm. Mặt sau của nó sẽ như thế này ạ. Cái này là mình đeo va, đeo bụng, đeo hông đều ok nha mọi người. Đây, tổng thể của túi này. Cái này chất liệu là chống xước, chống nước, rất là ok luôn. Rồi, thì cái túi này nó có rất là nhiều ngăn nhỏ nha mọi người. Một ngăn này, hai ngăn khóa kéo là ok hết nha. Đây này, một ngăn này. Ở đây mình có thể dắt kềm, dắt đồ vào đây được nè. Đó, tất cả đều khóa kéo ok hết nha. Có những cái chi tiết nhỏ xíu như này nó cũng dập chữ Shimano lên. Đây, cái ngăn nhỏ này, ngăn giữa này nữa nè. Đây mọi người nhé, có một cái ngăn giữa ở đây. Đấy, mở to ra như thế này. Rồi còn cái ngăn chính á, ngăn chính của nó đây nhé. Ngăn chính thì rất là rộng rãi nha mọi người, có thể mở khóa của cái ngăn chính kéo xuống nha, kéo xuống để mở rộng ra mọi người. Hai bên đều có và bao tiêu khóa kéo này. Rồi hai bên hông của nó thì nó sẽ có hai cái ngăn lưới nha, hai ngăn lưới và bên hông này. Đấy, một bên là ngăn lưới còn một bên là ngăn khóa kéo như thế này nha. Đấy, rất là cái này mút xốp dày lắm này, và mặt sau nó cũng có ngăn nữa. Này, có cái trắng trắng này là lúc nãy em có tra thêm cái nến để cái khóa nó trơn tru á mọi người nè. Là khóa trơn tru ok hết rồi nha. Cái túi này thì em vẫn để giá 600k nha, giá 600 một cái thôi, em có một cái nữa thôi là hết. Túi lua nha mọi người, hàng Shimano Sephia, cái túi này là hàng xịn nha. Và mọi người chốt nhắn giúp em túi lua một cái. Rồi, em đi vào cần nhé. Mã số 1 đầu tiên. Số 1 đầu tiên thì cây ba khúc ạ, cây cần carbon ba khúc carbon xoắn ít. Cây này thì nó có hai ngọn. Chiều dài của cần sẽ là 3m và có hai ngọn như thế này. Tay cầm của cần là một cây của Daiwa. Tay cầm này, cán mút xốp ha, bát là bát Fury. Hai ngọn của nó tương ứng độ cứng 50 và 80, chiều dài là 3m, dòng cross carbon. Cross carbon này là made in Taiwan hết nha. Tất cả đều là hàng made in Taiwan này. Đây, phô carbon xoắn ít. Góc thì nó không có khoen nha, nên nó có trầy một chút mọi người nha. Đấy, cần này thì nói chung ngoại hình ok, nguyên bản. Hai đọt đẹp, ba khúc và hai ngọn. Phô carbon xoắn ít. Khoen của nó sẽ là dòng khoen Fury loại xứ xám hết. Hai đọt sợi thủy tinh ha. Đọt trắng thì là tương ứng với 50 và đọt cam thì tương ứng với 80. Đọt trắng là 50 nè, đọt cam là 80 ạ. Hai ngọn, hai độ cứng khác nhau. Hai đọt đều là dòng cần tháp sợi thủy tinh, cần nguyên bản nhé. Khoen của nó sẽ là cái dòng khoen Fury xứ xám như thế này đây mọi người nhé. Đây, nó có hơi lâu ngày thì nó hơi có bị cặn đó mọi người này. Thế nó không có bị nứt, không lỗ khoen ha. Rồi đây là mã số 1 ha, 326g, giá là 1.100.000. 3 khúc 2 ngọn, chiều dài 3m ạ. Giá là 1.100.000. Tiếp tục cây số 2. Cây số 2 này một cây Olympic nha. Dòng Olympic này là phôi cần nội địa Nhật nhé. Và cái dòng này rất là đẹp, ngoại hình đẹp mọi người nhé. Và phôi rất là này, phôi cần còn rất là mới luôn. Dòng cần 3 khúc nhưng mà nó là dạng cắm lỡ. Đây, bản này lâu lâu mới có một cây. Cây này thì 3 khúc chiều dài của cần á, sẽ là 2m7 và độ cứng là cứng 80 nha. 3 khúc cắm lỡ. Ngọn với gốc thì bằng, ngọn với lóng giữa bằng nhau, còn cái phần gốc là cắm lỡ như thế này ha. Cần nguyên bản. Phần chui đây mọi người, chui của nó này, cái phần chui người ta làm bằng kim loại rất là đẹp. Cái chụp này là chụp cao su,
dòng Olympic Techno Seaman 82m7 ha. Phô của nó, cái dòng này là phô của nó sẽ xoắn, xoắn gân nổi như thế này nhé, từ góc tới ngọn luôn. Đây góc bát Fury, khoen Fury. Đây nè, phô cần đây. Phô rất là đẹp nhé mọi người. Độ cứng 80, độ dài 2m7 nhé. Ráp 3 khúc vào là nó chiều dài 2m7 mọi người nhé. Ngọn em đo được cái này sẽ là ngọn 2 ly. Khoen bát Fury ạ, hàng nội địa Nhật. Cái này là bản cần hiếm. Nhẹ là 346g ha, giá 1.400.000. Mã số 2 ạ, 1.400.000 nhé mọi người. Đây, phô rất đẹp luôn. Tiếp tục mã số 3. Số 3 cũng là một cây của Olympic nhé. Đây là Olympic Testa. Đây là cũng cái dòng này cũng là dạng dạng phô xoắn như vậy luôn, nhưng mà cây này là một cây cần cần, một cây cần câu bè nha. Đó, dòng kia là ba khúc nó cứng hơn dòng cần câu ngâm lăng xe, nói chung là cũng câu đa năng á mọi người. Này là dạng Hechi, Hechi hai khúc chiều dài là 2m1 và cái này nó có hai ngọn. Tay cầm này, phần chui của nó cần bè thì nó có phần chui như thế này. Bát là Fury nhé, 2m1. Olympic Testa phô xoắn gân như thế này nha. Khoen của nó sẽ là khoen Fury xứ xám ạ. Màu trắng, màu trắng. Cái phần ở đây thì cái màu của nó hơi sẫm hơn nhé. Sẫm hơn cái màu ở trên này nè, cái phần chui này nè. Phần ngọn đây ạ. Đấy, cái này là ngọn cắm nguyên bản như thế nhé. Hai đọt hai độ cứng khác nhau ạ. Đấy, đọt trắng thì nó sẽ cứng hơn. Đọt này nó mềm hơn nè. Đọt này nó cứng, cứng tầm khoảng 10-15 thôi. Và đoạn này thì nó khoảng 20-25. Đấy, đoạn này cứng hơn. Cái này là một cây 2m1, 2 khúc 2 ngọn. Trọng lượng 162g ạ, giá là 800.000 nha mọi người. Mã cần số 3, giá là 800.000. Tiếp tục mã 4. Mã 4 là một cây của hãng Ken. Cây này là một cây cần, một cây cần súp ạ, dòng Ken Explorer súp, độ cứng 27, độ dài 4m. Cái này còn nguyên chưa sử dụng mọi người nhé. Đây này, thông số của nó đây. Dài là 4m, thu gọn là 110cm, ngọn 2,8, góc là 25.2, 377g, có 4 lóng rút ha, độ cứng 27. Đây, một cây Ken của hãng Ken nhé mọi người. Hàng này thì ở trong đây á, thì cái hộp có hộp mà một ngăn của nó là hàng túi này và cần giấy tờ đầy đủ không mọi người. Để em lấy cần mọi người xem nhé. Cái này thì hàng chưa sử dụng nên là còn mới đẹp lắm. Cái súp nhé. Túi của nó là một cái túi, đây, túi của hãng Ken luôn nhé. Ở trong, nó để riêng trong này. Và đây là chi tiết cần ạ. À, đây là cái miếng bọc ni lông nha. Mọi người về không thích mình có thể tháo cái đây ra ha mọi người. À, cái miếng bọc ni lông ở phần cuối đây thôi. Hàng Ken này, có logo của nó này. Thông số thì em vừa đọc ở trên hộp nha mọi người. Hàng này của Hàn Quốc, Made in Korea, tem nhãn ok đầy đủ hết. Bát Fury Talic. Khoen là khoen Fury xứ xám và đầu bu là khoen xích. Bu của nó là bu Fury xích. Đọt 2,8 ly nha. Nó có định vị khoen này. Định vị khoen như thế này. Màu xám trắng ha, rất mới luôn mọi người nha. Cứng 274m ạ. Cây này giá là 1.800.000. Mã cần số 4 ạ. Số 4 giá 1.800.000. Đấy, nguyên hộp túi giấy tờ đầy đủ nha. Nói chung là hàng full box. Tiếp theo, mã số 5 thì em sẽ có một cây cần câu tay của Nissin. Cái này cũng còn đầy đủ giấy tờ phụ kiện hộp túi nha mọi người. Đây là một cây cần câu suối nhá, bản cần suối nhưng mà cây cần dài này, cho khách nào đánh xa này. 8m1. 8m1 nhưng mà thực là 805. Có 7 lóng. Nhẹ là 270g, ngọn thu gọn là 136cm, ngọn 1.5 à. Ngọn 1.5 ly, góc 25.4 ạ. Đây, giá nó rất là cao nhé. Một cây Nissin chiều dài là ghi ở đây là 81 nhưng thực sẽ là 805 ạ. Đây là các size của cần nè mọi người nhé. Cây này nó có rất là nhiều size. Có trong này thì nó có sổ sách và có túi đầy đủ ha mọi người nhé.
Đây, đây là chi tiết của cây cần. 8m1 nè, cây cần rất là nhẹ nha. Dòng mixing nội địa Nhật. Đây tổng thể của nó này. Lắm dài nha mọi người. Đây, đây cái phần này là cái lớp nhám của nó ha. Nhám của nó này, mixing phôi màu đen phối ánh nhũ ha, 8m1 cần AU, cần có suối. Đây, chui nút đầy đủ ha, chui của nó này. Ngọn 1,8 ly. À ngọn 1,5 ly. Em nhầm nhé, trên hộp nó có ghi rõ ngọn 1,5 ly. Đấy. Thôi thì mới nguyên nha mọi người. Cái này là hầu như hàng trưng bày thôi, ít sử dụng lắm. Cắt lóng màu đen, đầu cắt lóng thì nó sẽ có phối những cái màu như thế này nè. Thì tám mét mốt nha mọi người, nó là dài quá, tóc dài quá. Cái này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3h, 3h rưỡi thôi mọi người nhé. Cái này thì nó không có cứng nhiều, dòng cần suối nên nó sẽ không có cứng nhiều đâu mọi người nhé. Đó, đầu cần thì nó hơi võng một xíu, võng đầu cần ha. Cái này là mã cần số 5 nhé. Cây Nissin 8m1 full hộp. Giá cây này sẽ là 1.800.000 nhé. 1.800.000 nhé mọi người. Đã. 8m1 full hộp. Tiếp theo mã số 6 này. Số 6 là em có một cây cần cái này là dạng súp, một cây Suzumi Power 4 xuất cutter dài 4m2, cây này độ cứng kha 25 ạ. Phần gốc của nó như thế này nè. Hàng này là của Hàn Quốc nha. Made in Korea, màu xanh xám, xanh phố trắng. Bát Fury ạ. Hàng của Suzumi, khoen của nó cũng là Fury xứ xám, có 5 khoen không lỗi lầm đâu mọi người nhé. 5 khoen Fury xứ xám. Ngọn thì 2,7. Ngọn em đo là 2,7 ly, dòng này thì ngọn nó sẽ phối màu như thế này. Cái này nguyên bản nha mọi người. Cứng 20 cứng 25 và dài là 4m20 ạ. Đó, nó sẽ có 4 lóng rút tất cả như thế này. Đây là mã cần số 6. Suzumi. Phiên bản là Fury, nhẹ là 398 g, cần rút gọn là 115 cm nhé và giá cây này là 800, mã cần số 6 giá 800.000. Tiếp tục số 7 này, số 7 là em có một cây cần lua rút của Nissin. Đây, tổng thể nó như thế này. Cây này lua rút ha, gọn 82 cm, dài cần là 2m7. Đây. Nissin nha mọi người, Nissin một cây cần nội địa Nhật. Chiều dài 2m7. Và pad của nó cũng là pad của Nissin luôn. Pad vặn của Nissin nhé. Cái này là dollar cut. Người ta ghi ở đây là H270 thôi nha. H270 thôi, nhưng mà nó không có cứng như cây cần lua cứng hát của cần khúc đâu mọi người nhé. Dòng cần rút nó sẽ mềm hơn, cái này nó án chừng tầm độ cứng ML thôi ha mọi người nhé. Khoen Fury, đầu chụp của nó là chụp Fury nguyên bản này. Khoen của nó cũng là khoen Fury xứ xám đây. Có 2, 4, 6, 7 khoen cả đầu bu. Đó, dòng khoen Fury đời mới nha mọi người. Một cây Nissin phôi rất là mới luôn. Dài là 2m7, ngọn là 2 ly mốt ạ. Xong rồi cái này tải mồi tầm 21g là ok. 20-21g là ok nhé. 2m7 cần mới tinh nha mọi người. Giá cái này sẽ là 1.300.000. Mã cần số 7 ạ. Một cây lua rút của Nissin. Một cây lua rút Nissin nhé. Nhẹ là 140g, gọn là 82cm, 1.300.000. Tem nhãn đầy đủ hết mọi người nha. À, của Nissin đây. Rồi đó là mã cần số 7 ha. Cây số 8 là một cây của hãng Palm cọ dừa. Tổng thể đây hai khúc màu xanh như thế này. Đây, nó có logo hình cây dừa phần chui này. Đây. Logo tên hãng cần, tay cầm cán mút xốp, phần bát máy của nó cũng có để nha, logo này. Và đây, phần bát máy nó có để thông số bát Fury hết. Này vết bẩn mọi người nha. Phần bát cây này thì cái phần bát nó cũng làm khá đẹp mọi người. Phôi của cần là màu xanh. Dòng này là Baymatic nha. Palm Baymatic. Baymatic 66ML là 1m98, size ML.
Tải mồi là 8 cho tới 28 gram này, tải dây là 8 cho tới 16 lb thông số. Cái này thông số tải nó khá là cao nha mọi người. Tem nhãn đầy đủ khoen Furisic. Một cây farm khoen xích hết. Cái này ngoại hình cũng ok, có trầy xước ha mọi người. Đây này, những cái điểm như cái vị trí bát máy này nó có bị xuống màu một chút xíu này. Nói chung là mới tinh là không nha mọi người, nhưng trầy xước ít. Nói chung cây này nó tầm khoảng 90%. Hàng còn ok lắm. Mới ken luôn thì không có nha. Cái này những cây nào em báo còn đẹp ken thì nó sẽ ấy, còn những cây qua sử dụng thì tất nhiên nó sẽ có những cái vết sờn xước nhỏ. Nhiều khi quay video như thế này thì em cũng không có thể thấy rõ hết được mọi người chỗ nào. Ví dụ thấy trầy như thế nào em sẽ báo rõ. Đây này thì nguyên bản nhá, bu xích chống xoắn, còn tất cả dàn khoen là Furisic hết. 2 này, 4, 6, 7, 8 khoen gồm cả đầu bu ha. Đường kính ngọn của nó sẽ là 2 ly. Cứng ML dài 1m98. Một cây của hãng Palm. Trọng lượng cần là 154 g ạ. Cây này 1350. Giá 1.350.000, cây cần mã số 8 nhé. Đây, Palm Baymatic. Cây này một cây rất là đầm tay, chắc chắn cực kỳ. Rồi, lên tiếp mã cần số 9 này, cây này siêu nhẹ luôn. Một cây của Micrograp. Cái này thiếu túi thôi mọi người, thiếu túi hộp thôi, còn lại cần thì như mới ha, cần rất là mới đẹp. Tay cầm của nó sẽ là cán mút xốp, cán hở, bát là bát vặn. Bát vặn Fury nha. Đây mọi người nha. Một cây Matrograph dòng Crotte Rockfish CRK S762M là 7,6 tương ứng 2m28. Cái này thì tải mồi là 0.5 tới 5, tải dây là 1 cho tới 5 lb. BE chỉ có là 0.3 tới 0.8 thôi. Cái này thông số tải mồi nhỏ, mồi nhẹ nha mọi người. Khoen Furisic này, khoen Furiaconai Furisic. Đây, khoen rất đẹp luôn nha. Màu, cái này là màu bạc, màu xám bạc. À, màu xám chì chứ, nhầm, xám chì. Đồng bộ kỹ khoen, gần nguyên bản hết. Cái này thì độ cứng nó tương ứng ngang ngửa tầm cần UL thôi ha. Ngọn á là 1 ly. Trọng lượng cây này nó chỉ có 86 g thôi, 2m28 7,6 in ạ. 2m28 giá 1.500.000, mã cần số 9 nha, 86g. 1.500.000. Tiếp tục mã số 10 là một cây 2m4. Đây, một cây Colespin, cây này là một cây thích hợp khách sưu tầm ạ. Đây, một cây siêu mới luôn, tay cầm cán gỗ bần, pad của nó đây nha. Đây, pad của nó sẽ là pad gai, pad vặn như thế này. Đây mọi người, một cây đây này, Colespin. Colespin moving 80 là 8 feet, 2m4, tải mồi là 2 tới 8 gram này. Cortex. Đây, hãng này của mọi người nha. Tải mồi lưu mồi là từ 2 cho tới 8 gram. Cây này thì độ cứng tầm L thôi. Cái này cứng L nhá, phôi siêu đẹp luôn và rất mới, dàn khoen Furisic ha. Cực kỳ mới đẹp nha mọi người. Khoen Furisic hết. Đây người ta phối chỉ xanh lá ở các vị trí khoen này. Đấy, đầu bu nè ha, từ nguyên bản khá đẹp. Ngọn em đo cái này là 1,7 ly nha mọi người. Chiều dài sẽ là 2m4, độ cứng tương ứng L ạ. Nhẹ là 102g. Giá cây này 1.100.000 nha mọi người. 1.100.000 mã số 10. Lên tiếp mã 11 này. 11 em lên tiếp một cây UL nhé. Đây, một cây UL dòng Daiwa Crossfit. Đây mọi người. Cái này cũng rất là nhẹ, có 58g thôi ha. Này, phần UL thì cái cán nó ngắn, kia nó ngắn. Cán nó rất là ngắn luôn. Đây, nguyên bản như thế. Pad là pad vặn Fury. Dòng này là Daiwa Crossfit. Chiều dài đây, 562 UL ha. 1m68, 2 khúc cứng UL. Lua mồi cây này nó sẽ rơi vào là 0.8-4g. Tại dây 2-4 lb hàng của China xuất Nhật ha. Crossfit này là China xuất Nhật hết nha mọi người. Đây, khoen của nó này, khoen cái này là khoen Fury xứ xám, phôi là carbon xoắn này, cần mới tinh nhé. Và ngọn của nó đây, một mét sáu tám ạ, cứng UL nhẹ 58g, ngọn 1.5 ly, giá 1.200.000, mã số 11. Đây, tổng thể cây 11 ạ, 1.200.000, một cây Daiwa Crossfit, cái này rất là đẹp nhé. Rồi lên tiếp mã số 10, đó là 11 ha. Cây 12 cũng là một cây UL nhưng mà cây này là dài hơn. Đây là một cây Daiwa Heathland 2m1 2 khúc. Tay cầm của nó sẽ là cán bần. Cây này thì cán bần nó có hơi bẩn nha mọi người.
nó hơi xuống màu cái phần bần, nó không được sáng như cái cây vừa rồi ha. Đây bát là bát Fury. Và phôi cây này nó cũng rất là mới nhé. Heathland X Daiwa Sack Water. Màu của nó này, màu nâu nâu như thế này. 662. 662 UL à 1m98, nãy em nói nhầm nha. Cây này 1m98 hai khúc cứng UL ạ. Ultraline này, tải mồi 1 tới 10 gam, 3 tới 10 LB ạ. Hàng Daiwa ha, khoen Fury Sack. Cây này đẹp nha, còn mới đẹp lắm. Cái cán này mọi người vệ sinh lại là nó sáng trưng. Và đây tất cả là khoen Fury Sack hết. Đây cái này ngọn của nó như thế này ha, mới đẹp nha cả nhà. Những bản đồ bô Fury Sack, ngọn em đo là 1,3 ly, UL nhá. Rồi cái này giá của nó là 1 triệu, mã số 12, 108 gram, dài 1m98, cứng UL, mã số 12 giá 1 triệu ạ. Lên tiếp mã 13 là một cây dòng một cây bọ cạp ha, Simnoscorpion một khúc này. Đây mọi người nhớ, một cây cần máy ngang, cần lua một khúc máy ngang. Có logo phần chui này, dòng này là 1623R. Phần tay cầm đây. Bát là bát vặn nhá. Bát của Shimano. Cây này á thì phôi của nó sẽ là xoắn nổi nha. Phôi xoắn nổi gân, cái dòng Scorpion này nó sẽ có rất là nhiều loại nha mọi người. Cây này là phôi xoắn gân, xoắn nổi, khoen của nó là khoen xích chân, khoen titan. Đây, tem nhãn đầy đủ nè mọi người nhé, hàng của Nhật, made in Japan. Chiều dài là 6 feet 2, cái này 1m86, 1m86 ạ. Tải mồi là từ 10 cho tới 28 gram, tải dây 8 tới 16 lb, cái này tương ứng độ cứng MH ha. Cứng MH mọi người nha. 1m86 Scorpion XT, bản cần XT nhé, khoen Fury Sack này, chân khoen này là chân khoen titan nhé mọi người nhé. Khoen đây phôi của nó mọi người xem nhé, nó sẽ xoắn lên tận ngọn, xoắn gần thế này, cần rất đẹp mọi người. Đầu bu đây, cần nguyên bản nhé mọi người. Đường kính ngọn em đo cái này là 1,9 ly, 1m86, cứng MH, giá cây này là 1,5 triệu. Mã cần số 13, cân nặng của cần là 134 gram ha, cần máy ngang 1,500,000, mã số 13. Tiếp tục mã 14 là em có thêm một cây Hachi nữa này. Cái Hachi 2m7. Cái Hachi 2m7. Đây. Bản Hachi ngọn là luồn trong thân thế này ha. Cái này tương tự với cái cây ở video hôm qua em lên á. Đây một cây, cái này là một cây cần của hãng Alpha Tucker, Alpha Tucker Top Fitter. Đây, mọi người sử dụng Google dịch là mọi người thấy người ta ghi rõ ha. Người ta ghi là Hachi 270. Họ code đây. Zinc 2m7 khoen Fury Sack. Khoen Fury và pad của nó sẽ là pad Fury. Cây này thì nó mới tinh nhá. Phô rất là đẹp. Hai khoen Fury ở phần góc cần, có nút gỗ đầu cần luôn này. Màu đen, cây này thì full đen. Chui của nó sẽ là chui cánh én và nó có đối trọng nha. Có đối trọng này, ngọn đây. Tất cả những cái vị trí khoen này là khoen có lòng sứ. Khoen Fury hết. Bắt đầu từ vị trí ở đây này, lên. Màu trắng này người ta tháp thủy tinh nha mọi người, tháp thủy tinh đặc á. Là khoen không có sứ, khoen dẫn như cái kiểu khoen Ikeda ha. Đọt 0,7 0,8 ly. Hachi thì ngọn, những cái dòng này ngọn nó rất là mảnh mọi người nhé. Đây nè. Đó, phần thân nó sẽ cứng, nó chỉ có cảm giác dịu phần ngọn thôi. Nha mọi người. Đây, đọt là giấu trong thân nó rất là tiện. Cái này rút gọn của cần sẽ là 1m45. Cân nặng là 168 gram, thu gọn 1m45, 1,2 triệu. Mã cần số 14 ha, một cây Hachi 2m7 của Alpha Tucker. Đây, tổng thể nó sẽ như thế này ạ. Mã cần số 14 nhé mọi người. Rồi tiếp tục số 15. 15 là một cây Daiwa Bass X này, cây này có túi nguyên bản, đây túi vải zinc của cần. Cây này có túi không hộp nha, nhưng mà nó không khác gì gần mới hết mọi người. Thiếu hộp thôi. Đây một cây máy đứng này. Bát của nó này, một cây Daiwa Bass X. Daiwa Bass X nha. 6102LS là cây này là 6 feet 10 inch, 2m1 hai khúc nha, cứng L. Tải mồi là 1/32 tới 1/4 OZ, tải dây 2,5 tới 6 LB, hàng Việt Nam xuất Nhật. Daiwa Bass X hàng Việt Nam xuất Nhật ha, phôi carbon xoắn X. Khoen của nó sẽ là khoen Fury hết, tất cả là Fury nha mọi người. Và ngọn của cần đây. Cần mới tinh rất đẹp nhé.
bù đẹp. Cái này thì ngọn cần em đo của nó sẽ là 1,7 ly ạ. 1,7 ly nha mọi người. Cái này là mã cần số 15 ạ. Chiều dài là 2m1, nhẹ là 96 g ạ. Cần máy đứng, cần luôn máy đứng size L, giá cần 1.200.000 hàng nguyên túi ha, thiếu hộp. Cây đai qua bát X. Rồi mã cuối cùng 16 này, 16 là một cây đai qua dòng Gcabidin. Một cây đai qua mặt trăng á. Cây này nó cũng có túi nguyên bản riêng nha mọi người. Đây là túi của nó, thiếu hộp thôi. Cái này cũng rất mới. Phần góc này. Hàng đai qua nhá, bát của cần đây. Thì khách thì chắc không lạ gì cái dòng này. Đai qua ánh trăng nè mọi người, size 76ML là 2m28 cứng ML nhé. Đai qua Gcabidin. Thông số của cây này nó sẽ rơi vào là tải mồi 3-10g, tải dây 3-8LB, hàng made in Việt Nam nhé. Cái này thì mới nguyên không trầy xước mọi người nhé. Khoen của nó tất cả là full reset hết. Đấy, tất cả khoen full reset, dòng cần đời mới rất đẹp mọi người. Thiếu hộp thôi, cái này 99% ạ. Rồi đây là mã cuối cùng, cần số 16 nhé, size L, à size ML 2m28, đường kính ngọn em đo là 1.7 ly, trọng lượng của cần sẽ là 98g, rất là nhẹ luôn, 98g, mã 16 cuối cùng, giá cây này là 1.700.000, 1.700.000 mã cuối cùng nhé. Em vừa giới thiệu với mọi người lô bao gồm là 17 mã hàng, mọi người có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ giúp em qua số điện thoại 0932 455 407 hoặc nhắn vào Zalo giúp em để chốt đơn nha mọi người. Cảm ơn ạ, xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.